Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, với sự tài trợ của nhãn hàng Viên Uống Hoa Thiên, chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ và trò chuyện thú vị với một diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp. Cô cũng chính là chủ nhân của danh hiệu Phụ nữ Thế kỷ 21. Xin được giới thiệu nữ diễn viên Lã Thanh Huyền. Chào chị Lã Thanh Huyền, cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào Linh Thủy. Cho phép Lã Thanh Huyền được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chị Huyền thân mến, là một diễn viên còn rất là trẻ nhưng mà chị đã sở hữu khá nhiều những vai diễn ấn tượng, từ những vai diễn trên truyền hình cho đến những vai nặng ký trên cả màn ảnh rộng nữa. Và chắc chắn rằng là diễn xuất đã trở thành một công việc cũng như là một đam mê lớn trong cuộc đời của chị đúng không ạ? Nói về nghề diễn thì thực ra đây là một niềm đam mê rất lớn của Huyền, được đào tạo rất là công phu ở trường, nên với Huyền thì nghiệp diễn cho đến thời gian này vẫn là nghề nghiệp mà Huyền muốn theo đuổi lâu dài, cũng như là một niềm đam mê để nuôi dưỡng một phần nào đó cuộc sống tinh thần, cho cuộc sống của chúng ta được phong phú hơn, nhiều màu sắc hơn. Nhiều khi Huyền vẫn hay nói đùa với mọi người đấy, là nếu như không có nghệ thuật thì có lẽ là không bao giờ có một Lã Thanh Huyền như bây giờ. Vậy có khi nào mà những vất vả cũng như những khó khăn trong nghiệp diễn khiến cho chị Huyền cảm thấy nản lòng không ạ? Thật ra thì cái sự vất vả ở trong nghệ thuật nó gần như là một cái sự kích thích đối với người nghệ sĩ. Với những cái vai diễn khó, những cảnh quay khó thì họ lại càng muốn chinh phục, họ lại càng muốn vượt qua. Và đối với Huyền cũng thế, Huyền cảm thấy là mỗi lần mình vượt qua được những cái khó khăn đó, mình làm được những cái điều mà mình mong muốn thì Huyền lại càng yêu nghề hơn, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ vì khó khăn mà mình từ bỏ cả. Khi mà thực hiện chương trình này thì cũng có khá nhiều chị em phụ nữ bước sang tuổi 30 thì có than phiền rằng là khi mà bước sang lứa tuổi này thì các chị em thường gặp phải tình trạng mất ngủ. Vậy không biết rằng là chị Lã Thanh Huyền có gặp phải tình trạng này không ạ? Thật ra thì Huyền khi mà sinh em bé xong, chính vì cái gần như là cái đồng hồ sinh học của mình thay đổi rất là nhiều, mình cần phải thức đêm nhiều này, trông con này, và chính vì thế sau một cái quá trình thức đêm dài và Huyền không lấy lại được giấc ngủ như thời kỳ con gái nữa, và thường là đi ngủ rất là khuya, và nếu mà có ngủ thì giấc ngủ cũng không được sâu và không được cảm thấy là không được thoải mái như trước. Hẳn là một người phụ nữ hiện đại như chị Lã Thanh Huyền thì chị cũng đã cố gắng tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ngủ này, và chị đã tìm cách nào để có thể giải quyết tình trạng này một cách triệt để ạ? Trong một quá trình dài, Huyền cũng đã tìm rất là nhiều cách để có thể làm thế nào để mình lấy lại được giấc ngủ ngon. Ví dụ như là uống rất là nhiều các thứ nước như trong dân gian mà các cụ vẫn hay nói đấy, cũng như là tâm sen hoặc là nhân trần, nhưng thật ra thì nó cũng không cải thiện được nhiều lắm trong vấn đề bị mất ngủ. Và cuối cùng thì Huyền đã nhờ đến chuyên gia tư vấn, và đến bây giờ Huyền đã rất là cảm ơn cái lời khuyên của chuyên gia tư vấn này. Chính vì vậy hôm nay muốn giới thiệu đến Thủy và các khán giả truyền hình, đó chính là Viên Uống Hoa Thiên. Chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng, và sau khi sử dụng một thời gian thì Huyền cảm thấy là giấc ngủ sâu hơn, ngon giấc hơn, và sau khi ngủ dậy thì cảm thấy tinh thần sảng khoái và da rẻ cũng căng mịn hơn. Và Huyền nghĩ là nếu như những chị em phụ nữ nào mà có gặp phải những vấn đề giống như Huyền, chúng ta cũng có thể thử với những sản phẩm Viên Uống Hoa Thiên, và Huyền nghĩ là các bạn cũng sẽ hài lòng. Việc suy giảm nội tiết tố ở chị em phụ nữ thì dẫn đến rất là nhiều những tình trạng mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ nét, như là rụng tóc hay là nếp nhăn. Và còn một tình trạng nữa mà cũng khá là tế nhị, đó chính là đời sống vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà ngày hôm nay thì Linh Thủy nhận thấy rằng là chị Huyền đến với chương trình với một vẻ ngoài rất là tươi tắn, rạng rỡ, và chắc chắn rằng là chị Huyền đang có một đời sống tinh thần cũng rất là tốt nữa. Vậy thì không biết rằng là chị đã cân bằng đời sống của mình như thế nào, và đặc biệt là trong đời sống vợ chồng khi mà người phụ nữ bước sang tuổi 30 ạ? Thời gian nội tiết tố ấy, là một cái phần chi phối hoàn toàn đến người phụ nữ. Ví dụ như là từ nội tiết chúng ta có thể bị ảnh hưởng đến đầu tiên là về làn da này, đến mái tóc này, rồi cả chuyện trong chuyện vợ chồng nữa, đều rất là ảnh hưởng, vì nó chi phối toàn bộ cái phần hormone nữ trong bạn. Chúng ta giữ được cái sự điều độ khỏe mạnh thì người phụ nữ trông nó lúc nào cũng mơn mởn, nhìn chúng ta sẽ thấy ngay được khi mà họ đầy đủ trong cuộc sống vợ chồng. Đó chính là cái mà mình cảm thấy là hiện giờ mọi người đang rất là quan tâm,
Vì ngoài chuyện cuộc sống kinh tế vật chất thì đời sống tinh thần cũng là một điều rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và nhất là phụ nữ, khi mà chúng ta được yêu này, khi chúng ta hạnh phúc thì bao giờ chúng ta cũng sẽ đẹp hơn. Hiện giờ thì Huyền đang tin dùng và lựa chọn sản phẩm của Viên Uống Hoa Tiên để giúp chúng ta có thể cải thiện được tất cả những vấn đề mà chúng ta mắc phải. Ví dụ như Huyền nói ban đầu là như chứng mất ngủ chẳng hạn, đó là Huyền đã cảm thấy là nó đã cải thiện được rất nhiều. Còn những vấn đề về sâu trong cơ thể thì chúng ta có thể chưa cảm nhận thấy ngay, nhưng các bạn sẽ chắc chắn là có thể làm cái so sánh nhỏ giữa một người sử dụng một cái sản phẩm chức năng nào đó với một người không hề sử dụng. Thì Huyền chắc chắn là những người mà họ có sự chăm sóc thì bao giờ bản thân trong họ, họ cũng sẽ cảm thấy mọi thứ nó tốt hơn. Và ngay cả ở bên ngoài chúng ta cũng sẽ thấy là ví dụ như là làn da hay mái tóc của họ khi được chăm sóc nó cũng sẽ tốt hơn là những người mà họ hoàn toàn là không để quan tâm đến cơ thể của mình. Với chị em phụ nữ sau độ tuổi 30, ai cũng mong muốn mình có được một gia đình viên mãn, tình cảm vợ chồng bền chặt, được sở hữu một làn da mịn màng và cơ thể khỏe mạnh. Vậy nhưng ước muốn này đôi khi có thể bị bỏ ngỏ bởi quá trình suy giảm nội tiết tố estrogen. Theo quy luật tất yếu ở phụ nữ lứa tuổi này, estrogen là nội tiết tố nữ được sản sinh ra từ buồng trứng, là nhân tố quyết định đặc trưng của phái nữ, giúp người phụ nữ có một cơ thể mềm mại, giữ nước trong cơ thể và mỡ dưới da. Khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 30, hàm lượng nội tiết tố estrogen bắt đầu suy giảm dần, dẫn đến những biến đổi về tâm sinh lý, sức khỏe và hình thể của người phụ nữ. Trong đó có các dấu hiệu như suy giảm sinh lý, mất ngủ, ngủ không sâu giấc và da trở nên khô sạm, xỉn màu và bắt đầu hình thành những nếp nhăn. Thấu hiểu và chia sẻ những băn khoăn đó, công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Viên Uống Hoa Thiên. Viên Uống Hoa Thiên có hàm lượng lớn tinh chất mầm đậu tương, một dược liệu quý giàu estrogen thực vật, giúp bổ sung và cân bằng nội tiết tố nữ rất hiệu quả và an toàn. Viên Uống Hoa Thiên giúp giảm khô hạn, tăng cường sinh lý nữ, tăng ham muốn, làm đời sống vợ chồng luôn mặn nồng hạnh phúc. Hạnh phúc, sức khỏe và sắc đẹp, đó là mong muốn của mọi người phụ nữ, để mỗi người phụ nữ trở nên xuân sắc, rạng rỡ, quyến rũ và tận hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, những chị em phụ nữ nào đang chuẩn bị bước sang tuổi 30 sẽ có được một bí kíp cũng như là một hành trang thật vững vàng để giữ cho mình một sắc đẹp cùng với thời gian. Xin được cảm ơn chị Lã Thanh Huyền đã dành thời gian đến với chương trình này. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Viên Uống Hoa Thiên đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.